Xin chào tất cả khán giả đã tham gia chương trình của chúng tôi. Tên tôi là Evgeny Petro. Tôi là Phó Tổng Giám đốc Tiếp Thị tại Ulysky Chain Technology Inc. Hôm nay chúng tôi trò chuyện với Oleg Zazetsky, Giám đốc Uscavery DMCC và Aysen Babian, Giám đốc Ulysky Chain Technology LLC tại Moscow. Đây là những văn phòng tiếp thị tham gia bán công nghệ trên toàn thế giới. Hôm nay chúng tôi còn có các nhân viên của Ulysky Chain Technology Inc. Maxim Gusev, trưởng phòng quản lý dự án, và Maxim Kushkin, trưởng phòng kỹ thuật thiết kế. Trong chuỗi 5 tập của chúng tôi sẽ tóm tắt kết quả của năm và trả lời các câu hỏi của những người đã theo dõi quá trình phát triển của dự án trong suốt cả năm. Hôm nay chúng ta đang nói về chủ đề được tất cả những ai theo dõi dự án quan tâm nhất. Chúng ta sẽ nói về các dự án hiện tại đang được thực hiện tại Ulysky Chain Technology Inc. và tại các văn phòng tiếp thị. Tôi muốn bắt đầu một cách rộng rãi với cuộc thảo luận về các dự án trên khắp thế giới. Vì vậy, tôi sẽ yêu cầu Oleg Zazetsky cho chúng tôi biết về các dự án đang được thực hiện hiện nay. Đây là những loại dự án nào? Chúng là loại tuyến đường nào? Mục đích của họ là gì? Chúng ta đang ở giai đoạn nào? Và nói chung, hãy cho chúng tôi biết những gì bạn nghĩ. Và tôi biết chúng tôi hiện đang thực hiện các dự án ở Ấn Độ, Indonesia, Châu Phi, Cộng hòa Dominica. Đây có phải là một danh sách đầy đủ? Nếu không, xin vui lòng thêm nó vào. Oleg Zazetsky, trên thực tế thì chúng tôi có rất nhiều dự án đang được thực hiện. Evgeny Petro, nếu chúng tôi nói chung và không chỉ về những khu vực mà Uscavery chịu trách nhiệm, thì ngày nay chúng tôi có khoảng 100 dự án đang được thực hiện. Vâng, và các cuộc đàm phán đang ở nhiều giai đoạn khác nhau, nhưng tất nhiên có những dự án có thể nói là đã diễn ra với mức độ chắc chắn nhất định. Ở đây chúng tôi muốn nói đến các dự án đã được ký kết một số văn bản nhất định, một số thỏa thuận khung hoặc là thỏa thuận về thiết kế dự án. Tất nhiên, trước hết chúng tôi đang rất tích cực phát triển các dự án ở Ấn Độ. Theo quan điểm của tôi, Ấn Độ là quốc gia nơi các dự án của chúng tôi sẽ sớm được triển khai và người dân sẽ sử dụng hệ thống giao thông của chúng tôi. Đồng thời, các yêu cầu thực hiện đang đến như một trận tuyết lở. Đặc biệt là sau khi Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Ấn Độ đến thăm chúng tôi và sau khi văn phòng đại diện của chúng tôi ở Ấn Độ bắt đầu làm việc rất tích cực. Vì vậy, đó không chỉ là quan điểm của bạn, đó là một kết luận dựa trên dữ liệu khách quan, có hợp đồng, có hoạt động. Tất nhiên có nhu cầu lớn về hệ thống giao thông của chúng tôi ở Ấn Độ, bởi vì Ấn Độ là quốc gia có dân số 1,5 tỷ, nơi có một số lượng rất lớn người dân không được tiếp cận với phương tiện giao thông cá nhân. Và tất nhiên, nơi mà khả năng mua hàng của dân số đang tăng lên, người dân sẵn sàng trả tiền mua vé. Hiện nay, cả thành phố và cơ quan chính phủ đều rất mong muốn phát triển hợp phần giao thông. Và chính vận tải đường dây của chúng tôi sẽ chiếm lĩnh vị trí này. Chúng tôi cung cấp những điều mà các hệ thống giao thông khác không thể cung cấp. Và các chuyên gia không chỉ ở Ấn Độ mà khắp nơi đều nhận ra điều này. Tất nhiên, vẫn còn một số rào cản cần vượt qua về vấn đề chứng nhận và ủy quyền. Nhưng người ta vẫn nói cuộc hành trình ngàn dặm bắt đầu từ một bước chân. Và đối với các dự án khác thì chúng tôi đang chờ đề xuất ở Cộng hòa Dominica, có một số công ty tư nhân ở đó với một dự án thương mại cũng rất là thuận lợi. Trên thực tế thì các tài liệu đã được ký kết, chúng tôi đang chờ công việc trực tiếp để bắt đầu.
RTA, cơ quan giao thông và đường bộ Dubai rất quan tâm đến chúng tôi. Nó không phải là một bí mật. Họ đã ký một bản ghi nhớ với chúng tôi và hiện chúng tôi đang tích cực nâng nó lên một tầm cao mới. Tôi không thể tiết lộ tất cả các sắc thái khi làm việc với RTA. Tại Illuchan 2022, có một mẫu U-Port có logo của chúng tôi trên đó trong gian hàng RTA, và tôi nghĩ điều này cũng nói lên điều gì đó. Không chỉ trong gian hàng mà còn ở trung tâm của gian hàng. Vâng, ở trung tâm mà tôi không thể tiết lộ tất cả các sắc thái chi tiết, tuy nhiên thì công việc vẫn đang được diễn ra. Có những khó khăn, những mối quan tâm và thắc mắc nhất định mà chúng tôi đang vượt qua thành công. Đối với Indonesia thì tôi tin rằng đây là một quốc gia mà vận tải đường dây sẽ là giải pháp thay thế duy nhất. Chúng tôi đang làm việc với nhiều thành phố, không chỉ với Jakarta. Và ở một số thành phố thì tôi tổ chức một cuộc trò chuyện như thế này. Và nếu bạn muốn có phương tiện giao thông công cộng trong tình huống mà chúng tôi đang nghiên cứu, thì đó sẽ là phương tiện vận tải đường dây. Nếu bạn thất bại với phương tiện giao thông đường dây, bạn sẽ không có một hệ thống giao thông công cộng nào khác. Đây là quốc gia gặp rất là nhiều thách thức trong việc triển khai các dự án giao thông. Theo đó thì tất cả quốc gia mà tôi đã đề cập đều là những khu vực mà chúng tôi thực sự đã về đích, nếu chưa ở đó. Có sự quan tâm rất lớn đến từ Brazil, Mexico và Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Tuy nhiên thì điều đó có vẻ đáng ngạc nhiên. Oleg, tôi tin rằng người xem quan tâm đến câu hỏi sau. Nếu chúng ta đang ở vạch đích và chúng ta thực sự đã ở đó, liệu chúng ta có thể mong đợi tiến thẳng đến các công trường xây dựng ở những khu vực như thế? Chắc chắn thì điều này không thể, nhưng một lần nữa, nó phụ thuộc nhiều hơn vào Maxim Kushkin và Maxim Gus. Chúng tôi sẽ vào công trường khi họ hoàn thành việc thiết kế dự án. Thực ra là ngay sau đó thì mọi thứ đều phụ thuộc vào họ. Nếu chúng ta đang nói về thời hạn thì như mọi khi, và chúng tôi muốn có một chút thời gian dự trữ. Tôi nghĩ chúng ta cần phải tìm ra dung hòa giữa mong muốn của khách hàng và khả năng của mình. Chúng tôi phải điều chỉnh theo mong muốn của khách hàng. Chúng tôi phải điều chỉnh theo mong muốn và theo yêu cầu. Và tôi nghĩ họ sẽ cho chúng tôi biết là liệu chúng tôi có thể đến công trường vào năm tới hay không. Và tôi cũng mong là như vậy. Ít nhất là ở Ấn Độ. Mà ý tôi là tôi ước tính riêng số lượng dự án ở Ấn Độ là ít nhất là 200 đến 250 dây chuyền đang chờ công nghệ của chúng tôi. Và đây sẽ là sự lan rộng bùng nổ của công nghệ vận tải đường dây. Bạn đã nói ít nhất theo những gì mà tôi biết, những người cấp cao mà bạn và Anatoly đã tiếp xúc đều nói về những con số thậm chí còn lạc quan hơn. Con số là 500 đã được đề cập. Và tôi dè dặt như vậy. Bạn đã giảm được một nửa. Với tư cách là người phụ trách khu vực CES, hãy cho chúng tôi biết về những gì hiện nay đang được tiến hành và kế hoạch trước mắt của bạn là gì. Tất nhiên thì tôi không thể đưa ra tuyên bố giống như là Oleg rằng có những dự án đang chờ hoàn thành công việc thiết kế để có thể được tiến hành xây dựng. Thật không may thì chúng tôi chưa có những dự án như vậy, nhưng có những dự án có tính sẵn sàng và nghiên cứu chuyên sâu rất cao. Đây là một số các dự án ở các khu vực thủ đô, cụ thể là Moscow và Saint Petersburg.
Và chúng tôi có một số dự án ở mỗi khu vực này. Họ có trọng tâm khác nhau. Đây là những dự án giải quyết các vấn đề về khả năng tiếp cận giao thông cho các khu dân cư mới. Có những dự án liên quan đến việc vượt qua chướng ngại vật trên mặt nước với nhịp độ dài. Có những hướng đi đầy hứa hẹn, những tuyến đường thay thế của các đường cao tốc giao thông thông thường. Trong các dự án này thì có thể đây là đặc thù của Nga và chính quyền đề nghị chúng tôi tìm nhà đầu tư. Chúng tôi cũng có chúng ở đây luôn là vấn đề hợp tác công tư. Và những dự án này đang trong quá trình triển khai, nhưng chúng đòi hỏi một số chi phí nhất định từ phía chúng tôi. Chúng liên quan đến việc quan hệ nhượng quyền cần có sự xây dựng, kết luận nhất định giải quyết một số vấn đề về đất đai, v.v. Chúng tôi luôn nói rằng với những dự án đầu tiên thì việc phát triển các dự án nội địa hóa công nghệ là điều bắt buộc. Nhưng tôi muốn nói rằng là tất cả những điều này khiến việc tìm kiếm dự án và khách hàng trở nên khó khăn hơn vì có rất nhiều nhiệm vụ liên quan cũng đầy thách thức. Tuy nhiên, có những dự án có mọi quyền và mọi cơ hội để được tung ra thị trường vào năm tới. Một lần nữa, tôi nhắc lại, đây là một loạt các dự án ở hai khu vực đô thị. Ngoài ra, còn có những dự án mà chúng tôi đang tích cực nghiên cứu, chúng bao gồm vận chuyển hành khách ở thủ đô Siberia. Đây là vùng Novosibirsk. Điều này bao gồm cả trung tâm văn hóa du lịch Zaroslavl, nơi chúng tôi cũng đang xem xét một số các dự án. Rosturin, cơ quan du lịch Liên bang Nga, có một số dự án mục tiêu hấp dẫn mà chúng tôi đang tích cực thảo luận. Chúng tôi đang đối thoại với một số công ty nhượng quyền lớn ở Nga với tư cách là những nhà đầu tư tiềm năng, những người không quan tâm đến địa điểm mà quan tâm đến tính mới về công nghệ vận tải của chúng tôi. Mối quan tâm của họ, đây là trường hợp khi chúng tôi kết nối khách hàng cuối cùng, cơ quan chức năng và nhà đầu tư, những người quan tâm đến các dự án độc đáo, thú vị và hiệu quả. Bởi với những câu chuyện nhượng quyền thì thời gian hoàn vốn sẽ kéo dài và cũng không quá, và họ tập trung vào các dự án cơ sở hạ tầng có thời gian hoàn vốn dài. Lần trước thì chúng ta đã nói về thực tế rằng là nhiệm vụ chính của chúng ta là dung hòa lợi ích của nhà nước thực hiện công việc vận tải, ví dụ như cung cấp dịch vụ cho hành khách, nếu chúng ta đang nói về các tuyến hành khách. Và lợi ích của cơ cấu thương mại. Tôi có đúng không chỉ ở một số khu vực đô thị mà chúng tôi đang vượt qua ở giai đoạn quan trọng đầu tiên. Và khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự quan tâm sâu sắc từ các cơ quan chính phủ, sẵn sàng hỗ trợ, sẵn sàng tham gia dự án triển khai vận tải đường dây. Và chúng ta chỉ cần chuyển sang giai đoạn thứ hai. Phần lớn thời gian thì được dành để thuyết phục chính quyền rằng vận tải đường dây có quyền tồn tại. Rằng nó có rất là nhiều lợi thế và nó có thể giải quyết một cách hiệu quả các vấn đề giao thông cấp bách. Nhưng trong trường hợp này thì chúng ta đang nói về các siêu đô thị, về vấn đề, và tôi cũng muốn nói thêm rằng là chúng tôi đang có một số loại hoạt động liên quan đến hệ thống vận chuyển hàng hóa. Chúng tôi đang nghiên cứu khả năng tổ chức các chuyến xuyên biên giới để vận chuyển than đến Trung Quốc bằng hệ thống vận chuyển hàng hóa từ Uchan của chúng tôi. Ở Nga có một số nhiệm vụ cấp bách như vậy, định hướng lại các luồng vận tải đến các thị trường phía đông. Và chúng tôi cũng đang hợp tác chiến lược với NG
AI, Đại học Thăm dò Địa chất bang Nga. Và chúng tôi đang chờ ý kiến chuyên gia về các mức độ hấp dẫn của sản phẩm Uchan hấp dẫn chúng tôi. Đây là việc chuyển hàng rời. Điểm khác biệt của dự án là nó gần như phụ thuộc hoàn toàn vào công nghệ thay thế nhập khẩu. Nó giải quyết các vấn đề giao thông đặc biệt với nhịp dài. Điều này rất quan trọng ở vùng lãnh thổ Bắc Cực của chúng ta, nơi rất khó sử dụng các phương tiện giao thông thông thường. Và đó là nhu cầu vì Nga chủ yếu là nhà cung cấp các nguồn tài nguyên, quặng, than đá và các nguồn năng lượng hóa thạch khác. Mọi người đều lưu ý rằng công nghệ này rất hấp dẫn đối với Nga. Và tôi nghĩ mình sẽ có thể thể hiện sự đột phá rõ ràng về mặt dự án trong năm tới. Nghĩa là nhiệm vụ ở đây hơi khác một chút vài lần trước và chúng ta cũng đã nói về vấn đề này. Tôi hiểu rằng trong trường hợp vận tải hành khách, chúng tôi chỉ cam kết thiết kế khu phức hợp phù hợp với các yêu cầu nhất định tồn tại trong pháp luật. Đưa vào sử dụng và thực hiện công việc theo đúng yêu cầu. Và mặc dù điều này về cơ bản là đủ cho các tổ hợp hành khách, nhưng về mặt kinh doanh, có cơ cấu tài chính hơi khác một chút, nhưng vẫn có những điều kiện để một trường hợp thành công, một mô hình thành công. Và tôi tin rằng không chỉ cần ưu tiên mà còn cần đặc biệt chú ý đến hệ thống vận tải hàng hóa ở Nga. Vâng, cảm ơn Aysen. Và tuy nhiên thì chúng ta vẫn đang nói về một thực tế là có một số các thành phần. Thứ nhất thì để thuyết phục và quan tâm đến các quan chức. Thứ hai là để xác nhận rằng là chúng ta đang ở trong khuôn khổ pháp lý phù hợp. Và thứ ba, để tổ chức tài trợ. Nếu chúng ta đang nói về khuôn khổ pháp lý thì điều mà Maxim có lẽ sẽ là một câu hỏi dành cho bạn. Làm thế nào để chúng ta giải quyết những vấn đề này trong cộng đồng các quốc gia độc lập ở Nga? Và Aysen đã nói về Kazakhstan, nơi hiện đang có các dự án. Và những nhiệm vụ này đang được giải quyết như thế nào, ví dụ bởi các dự án? Và xin vui lòng bình luận, Maxim. Maxim, chứng nhận vừa đơn giản vừa phức tạp. Vâng, rất là kỳ lạ đúng không ạ? Và thật đơn giản, nếu chúng ta chia phức hợp của mình thành các phần tử, thì về nguyên tắc thì các yêu cầu đối với chúng là rõ ràng. Nếu chúng ta đang nói về các cấu trúc xây dựng, thì chúng ta là duy nhất ở các quốc gia tương ứng. Ví dụ, Ấn Độ có cái riêng của mình, Beirut có cái riêng của mình, Liên bang Nga có cái riêng của mình, vân vân. Nếu chúng ta đang nói về cấu trúc đường ray, phương tiện, hệ thống điều khiển thì phức tạp hơn một chút, nhưng gần như là giống nhau. Nếu hệ thống kiểm soát an toàn và bạn đã chứng minh được điều đó bằng cách đánh giá rủi ro hoặc là bất kỳ hành động nào khác thì về cơ bản bạn có thể đạt được chứng chỉ. Nhưng điều đó vẫn còn khó khăn vì mỗi bên đều yêu cầu các giai đoạn này phải được thông qua riêng cho toàn bộ dự án của mình. Nhưng chứng nhận mà không có dự án là một thách thức khá lớn. Bởi vì bạn đang đến các tổ chức chứng nhận của nhà nước và nói rằng là bạn chưa có dự án nhưng bạn muốn chứng nhận điều gì đó ở đó. Vì sau này khi bạn có dự án sẽ tiết kiệm thời gian cho tôi và cho cả bạn nữa. Và nói chung, điều này thậm chí nghe có vẻ hơi ngông cuồng. Hãy nói theo cách đó. Nhưng tôi phải nói là chúng tôi không làm điều đó. Khi khách hàng đến gặp chúng tôi và hỏi chứng chỉ của chúng tôi ở đâu, đó chỉ là sự hiểu lầm về thông số cụ thể của sản phẩm.
À, điều quan trọng là phải hiểu rằng là chúng tôi đối xử với từng khách hàng riêng lẻ. Hãy nhớ rằng là tôi đang nói về lưu lượng hành khách, đặc điểm tuyến đường và mọi thứ khác. Điều này sẽ xảy ra là 150m là con số tối ưu cho một nhịp. À, tuy nhiên thì đôi khi nó có thể là 300 hoặc thậm chí là 500m và đôi khi còn hơn thế. Hỗ trợ neo cũng có thể là 8m, trong đôi khi con số này là 35m. Và bạn cần phải hiểu rằng là những gì chúng tôi đã phát triển, chẳng hạn như để chứng minh sự an toàn của một dự án, có thể không phù hợp. Và hiện tại thì chúng tôi chỉ đang cố gắng thể hiện phần bên trong của quy trình nhiều nhất có thể. Và chúng tôi làm điều này trong suốt thời gian hoạt động của công ty. Chúng tôi cố gắng làm cái gọi là bài tập về nhà cho những giải pháp mà khách hàng thường xuyên yêu cầu, cả OLX và ASEAN. Chúng tôi làm điều đó để tập hợp hàng loạt bằng chứng về sự an toàn ngay cả khi chúng tôi có một dự án hoặc là hợp đồng. Bởi vì các bạn ơi, đây không phải là một hay là 10 trang, đây là những phép tính. Có những tiêu chuẩn nhất định, có những yêu cầu nhất định cho việc này. Mọi thứ đều được tính đến và trình lên các cơ quan hữu quan. Và sau đó thì quy trình tiêu chuẩn sẽ diễn ra. Cụ thể là các câu hỏi và các câu trả lời. Chẳng hạn như là chúng tôi không chỉ nghĩ như vậy mà chúng tôi có bằng chứng. Quá trình này bây giờ trông như thế nào? Tôi ủng hộ Maxim ở đây. Xin lỗi Maxim, tôi chỉ muốn yêu cầu bạn lên tiếng và làm rõ những điều liên quan đến thực tế là có những khu vực pháp lý thực sự là khác nhau như thế nào thôi. Và luật pháp khác nhau, ở quốc gia khác nhau và chuẩn mực khác nhau. Và chúng ta đã nói một phần về tâm lý. Có những khu vực mà chúng tôi đã giải quyết được một số vấn đề cơ bản như vậy, bao gồm cả chứng nhận. Và ở đâu đó thì nhiệm vụ là mở rộng quy mô, trong khi ở đâu đó thì có đến thời điểm mà chúng tôi hình thành một gói dự án. Đối với việc thực hiện thiết kế, lĩnh vực quy định rất là rõ ràng. Nhưng OLX lưu ý rằng là mọi thứ phụ thuộc vào tốc độ của chúng tôi thực hiện thiết kế. Vì vậy thì Maxim, hãy bình luận về việc mà chúng tôi thực hiện điều đó nhanh như thế nào, cho biết để người xem của chúng tôi hiểu sâu hơn một chút về chi tiết cụ thể của hoạt động này và hiểu được khoảng thời gian hoặc là thậm chí là thời gian tiêu chuẩn. Nếu chúng ta nói về việc thiết kế ở nước ngoài, chúng ta thường điều chỉnh theo khung pháp lý hiện có ở một quốc gia cụ thể. Tất nhiên là cần có thời gian, nhưng chúng tôi đã có được kinh nghiệm về mặt này. Các giải pháp của chúng tôi hài hòa với các tiêu chuẩn toàn cầu. Về cơ bản, chúng tôi dựa vào các tiêu chuẩn châu Âu, Eurocode liên quan đến các giải pháp cơ sở tầng và kết cấu tòa nhà. Vì vậy, trong những năm gần đây, chúng tôi không gặp bất kỳ vướng mắc nào khiến việc triển khai toàn bộ dự án bị ảnh hưởng. Theo quy định, khi nói về thiết kế ở nước ngoài, chúng tôi muốn nói đến sự hợp tác với các chuyên gia tư vấn địa phương, những người sẽ xem xét các giải pháp của chúng tôi và nếu cần, điều chỉnh chúng cho phù hợp với luật pháp địa phương. Tôi có thể nói rằng, ngày nay, đây là công việc thường lệ. Không còn có thể có một cái gì đó độc đáo ở đây nữa. Tất nhiên, chúng tôi thích ứng với yêu cầu của khách hàng và thị trường địa phương. Ví dụ, nếu việc sản xuất kết cấu kim loại phát triển hơn ở đâu đó, chúng tôi sẽ tập trung vào chúng khi sản xuất cầu vượt hoặc là một số bộ phận và bộ phận trong khu phức hợp của chúng tôi. Мы ориентируемся на металлоконструкции, где-то на
Nếu việc sản xuất kết cấu bê tông cốt thép được phát triển, chúng tôi sẽ tính đến điều này trong cơ sở thành phần của các tổ hợp cơ sở hạ tầng. Ngoài ra thì khi nói về thiết kế, chúng ta đang khái niệm hóa hình ảnh dự án cho khách hàng và xác định chức năng của nó. Maxim đã đề cập đến chủ đề này. Ngay từ đầu, khoảng 50 kỹ sư đã làm việc cho dự án. Đây là những nhà hậu cần, chuyên gia quy hoạch tổng thể, nhà thiết kế và kiến trúc sư. Tôi có thể nói rằng giai đoạn này quyết định hình ảnh cơ sở của chúng tôi. Và xa nữa, tùy theo hợp đồng đã ký, sẽ có thiết kế chi tiết hoặc gọi là thiết kế một giai đoạn. Nghĩa là chúng tôi chuẩn bị tài liệu thiết kế ngay lập tức với khối lượng đủ để thực hiện. Hoặc là chúng tôi vẫn chia nó thành một số các giai đoạn cụ thể, nghiên cứu khả thi một số phần đã được phê duyệt của dự án, vượt qua tất cả các phê duyệt của cơ quan cần thiết, vân vân. Khách hàng có quyền quyết định những vấn đề này. Trong thực tế, có rất nhiều lựa chọn thiết kế. Tôi cũng muốn chỉ ra rằng phụ thuộc rất nhiều vào sự quan tâm của khách hàng. Nghĩa là nếu khách hàng sáng mắt và họ nhận ra rằng việc thực hiện dự án không chỉ là trách nhiệm của chúng tôi với tư cách là một công ty công nghệ mà còn là mục tiêu chung. Chỉ khi họ nhận ra sự phức tạp trong công việc của chúng tôi với tư cách là nhà cung cấp công nghệ và phát triển dự án, chúng tôi mới nhận được kết quả. Đó là lý do tại sao các cơ sở của chúng tôi có ở giai đoạn thiết kế là những cơ sở mà khách hàng thể hiện sự quan tâm tối đa. Theo như tôi hiểu, nhìn chung thì chúng tôi đã tinh chỉnh tất cả quy trình kinh doanh. Chúng tôi hiểu cách thiết kế cũng như là các giai đoạn và các giai đoạn cần để thực hiện. Nhìn chung thì hiện nay chúng tôi có khoảng 100 dự án đang được triển khai, trong đó có khoảng 10 dự án đang trong giai đoạn nóng. Có mọi lý do để mong muốn được đến các công trường xây dựng vào năm tới, và đây sẽ là một cột mốc thực sự quan trọng đối với USTINC. Và theo nhiều cách thì điều này sẽ không thể thực hiện được nếu không có công việc chúng tôi đã làm. Trong các tập tiếp theo thì chúng ta sẽ nói nhiều hơn về vấn đề này, cũng như về đặc thù của đàm phán trong khu vực. Về thông tin đóng và mở, cũng như là về những gì mà chúng ta có và nơi chúng ta sẽ đi. Và tôi cảm ơn các đồng nghiệp đã tham gia cuộc thảo luận ngày hôm nay, và hẹn gặp lại bạn vào lần sau.